Rồi, thứ nhất về về cái khái niệm ma trận thì ma trận á, là một cái bảng số em. Định nghĩa ma trận thì nó là định nghĩa một cái bảng số ha. Cái bảng số này nó gồm có M dòng và N cột. Đây cái bảng số này như thế này. Do nó phân bố thành là M dòng, N cột như vậy thì mình sẽ phân biệt được các phần tử ở dòng nào, cột nào như thế nào. Thì em lưu ý là cái chỉ số phía trước này nè, cái chỉ số phía trước nè, mỗi phần tử thì nó có hai chỉ số không. Chỉ số phía trước này là để chỉ dòng, chỗ này là chỉ dòng nè, thấy không, chỗ này là dòng, còn cái chỉ số phía sau là chỉ cột. Đúng không? Vậy thì em thấy cái phần tử này nó nằm ở dòng thứ hai, cột thứ nhất thì nó sẽ ký hiệu cái phần tử này đó là A21. Đúng chưa? Vậy thì cái phần tử ở dòng thứ hai cột 2 là A22, đây là phần tử ở dòng hai cột 2 này. Và khi mà người ta ký hiệu tổng quát cái dạng AEG như thế này thì em hiểu là cái Y này đó là chỉ số dòng và nó sẽ chạy từ 1 đến M. Thì viết viết như thế này có nghĩa là Y nó chạy từ 1 đến M. Còn còn cái Z đó, cái Z là nó sẽ chạy từ 1 đến N, nó là chỉ số cột. Được chưa? Đó. Vậy thì nhớ cho thầy là em ma chặn là một bảng số. Nó gồm có M nhân N số. À, và được xếp thành M dòng và N cột. Và nó ký hiệu như thế này. Thường đó là mình sẽ không viết nguyên cái bảng số này ra mà mình sẽ viết cái dạng chấm 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 này, hoặc có thể là mình sẽ viết cho nó gọn hơn bằng cách bên bằng cái biểu thức ở bên tay phải của chúng ta. Thì nhớ cho thầy là Y là chỉ số dòng và Z là chỉ số cột, và phần tử AEG là phần tử nằm ở dòng Y cột Z. Đó là về ma trận. Về ma trận vuông thì ma trận vuông mà khi mà cái số dòng mà nó bằng số cột quá thì mình gọi ma trận đó là ma trận vuông. Đấy, thì ký hiệu của ma trận vuông là như thế này. Thì em thấy là cái chỗ này đáng lẽ lúc nãy là mình ghi chữ M đúng không? Bây giờ mình ghi chữ N luôn. À, từ đây xuống là N dòng. Từ bên trái điểm qua là có N cột. À, thì nếu mà mình viết cái khoảng cách nó đều nhau thì nguyên cái bảng này nó sẽ giống cái hình vuông. Tại vì lý do ở đây là mình viết cái giãn cách đó, nó không có đều nhau cho nên em thấy nó cái dạng hình chữ nhật. Nhưng mà quan trọng là mình ký hiệu thế này nè. À, thì trong tài liệu chúng ta đó thì nó ký hiệu là N nhân N nữa. Nhưng mà thầy thấy có đa số tài liệu là đối với ma trận vuông là nó ký hiệu một chữ N thôi. Là cho nó gọn lại thôi. N nhân N thì nó hơi phức tạp, thấy không? Vậy thì đối với ma trận vuông là thống nhất là mình sẽ ký hiệu là AEG, cái chỉ số N để dưới, có nghĩa là ma trận vuông cấp N. Thấy không? Đấy. Thì trong ma trận vuông thì phần tử chỉ số dòng và số cột bằng nhau thì được gọi là phần tử nằm trên đường chéo chính. Đây là những phần tử nằm trên đường chéo chính nè. Thấy không? Thì ở đây em thấy phần tử nằm trên đường chéo chính là nó là gì? Chỗ này nó là A11 rồi A22 vân 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 đến ANN. Thì đối với ma trận vuông nó mới có đường chéo chính nha các em. Đối với ma trận vuông nó mới có đường chéo chính. Rồi tới giờ mình được hai khái niệm ha, ma trận vuông rồi. Bây giờ tới ma trận bằng nhau. Thì định nghĩa hai ma trận bằng nhau thì nó phải cùng cấp trước cái đã. Ví dụ ở đây thì cho ma trận A là cấp M nhân N nè, tức là nó phải có M dòng N cột nè. Ma trận B nó cũng có M dòng N cột. Và định nghĩa hai ma trận bằng nhau thì nó phải cùng cấp và đồng thời là cái phần tử nằm cùng vị trí đó nó phải bằng nhau nữa. Thấy không? Đó. Tức là nó phải cùng cấp và các phần tử nằm cùng vị trí phải bằng nhau. Đó là định nghĩa hai ma trận bằng nhau. À, rất đơn giản đúng không? Để định nghĩa hai ma trận bằng nhau thì rất là đơn giản. Là hai ma trận bằng nhau là các phần tử tương ứng nó cùng vị trí nó phải bằng nhau. Mà để có cùng vị trí thì
cái cấp của nó phải nó cùng cấp, tức là nó cùng số dòng, cùng số cột. Rồi định nghĩa hai ma trận chuyển vị, tức là mình có một ma trận A nè, ma trận A nè là ma trận cấp M nhân N, thì ma trận chuyển vị của nó mình cái ký hiệu là A mũ T, là ma trận nhận được từ A bằng cách là đổi dòng thành cột. Đây là ma trận A nè, cấp M nhân N gọi là AT, nó sẽ là mình sẽ ký hiệu lại là A ở trên đây là AEZ, còn xuống đây là AT nó là AZE. Không, lúc này cái chỉ số Y nó trở thành chỉ số dòng và chỉ số Z nó trở thành chỉ số cột lại. Anh xin lỗi, Z trở thành dòng và Y trở thành cột lại ha. Và cái này thì chuyển vị của nó, chuyển vị nó thì nó sẽ có là N dòng và M cột. Mà chẳng chuyển vị. Còn ở trên đây thì nó là gì? M dòng N cột. Đúng không? Bây giờ chuyển vị rồi thì nó còn N dòng và M cột. Đúng chưa? Bây giờ thầy lấy ví dụ nè. Thế ma trận A của mình là dòng thứ nhất là 1 trừ 1 2 đúng không? Rồi dòng thứ hai là 3 2 trừ 1. Bây giờ mình chuyển vị lại thì cái dòng thứ nhất của ma trận A thì nó thành là cái cột thứ nhất của ma trận AT. Đúng không? Chuyển vị lên nè. Và cái dòng thứ hai của ma trận A nó trở thành là cái cột thứ hai của ma trận AT. Đấy. Thì các em nắm khái niệm chuyển vị chưa? Nghe rồi. Rồi, rồi được rồi, cảm ơn ha. Rồi. Và mình có một kết quả là chuyển vị của chuyển vị thì nó đảo lại ma trận ban đầu. Đấy. Bây giờ mình sẽ định nghĩa ma trận bậc thang dòng. Thì ma trận bậc thang dòng là gì? Là cái ma trận mà các cái phần tử bằng không đứng trước các phần tử khác không đầu tiên của mỗi dòng, nó tăng dần, không? Nó tăng lên theo chỉ số dòng, không? Nó tăng theo chỉ số dòng. Ví dụ như ở đây em thấy cái ma trận đầu tiên của thầy nè, cho ma trận bậc thang nè. Ở cái dòng đầu tiên là nó không có phần tử số 0 nào hết trơn. Đúng không? Cái dòng thứ hai nó có một cái phần tử số 0. Đó. Thế bây giờ thầy hỏi em là cái chỗ này là ma trận bậc thang dòng nè. Bây giờ thầy viết như thế này, nó có bậc thang dòng không? Viết thế này có bậc thang dòng không em? Ma trận mà thầy viết ở dưới đây có phải là ma trận bậc thang dòng không? Dạ không. Không. Nó là ma trận bậc thang dòng đó em. Tại trên đây là không có số 0 đầu tiên là hết, xuống đây nó có hai số 0 thì cái số 0 nó tăng lên là bậc thang dòng. Được chưa? Thế này nó không phải bậc thang dòng, cái này là bậc thang dòng nè. Bậc thang dòng. Thấy không? Cái này là bậc thang dòng đó. Rồi bây giờ những cái ví dụ trên đây đều bậc thang dòng hết, nhưng mà thầy ghi thêm như thế này là các em coi xem coi có phải bậc thang dòng không nha. Ví dụ như là cái ma trận cấp 2. Chỗ này số 0, chỗ này số 1, chỗ này 0, chỗ này số 0. Cái này bậc thang dòng chưa? Bậc thang dòng chưa? Chưa. Rồi đó em. Đấy, bậc thang dòng rồi đó. Ở trên dòng đầu tiên là nó có một số 0 đầu tiên nè. Dòng thứ hai là nó có hai số 0. Thấy số 0 nó tăng lên không? Em thấy số 0 nó tăng lên không? Và nó sẽ có cái bậc thang nè. Em đi từ bên phải đi qua thì em thấy nó có cái bậc thang. Đúng không? Nó có bậc thang. Đấy, chỗ này nó có bậc thang mặc dù cái bậc thang này nó hơi dài. Đúng không? Đấy. Còn chỗ này nó cũng có bậc thang nè. Nó có một bậc thôi. Ở đây cũng có bậc thang nè. Thấy chưa? Rồi chỗ này cũng có bậc thang nè. Đây hai ba số 0. Đúng không? Ở đây một số 0 à. Đúng không? Nó có bậc thang nhưng mà cái bậc này á là nó hơi dài thôi nhưng mà độ cao nó như nhau phải không? Độ cao nó như nhau. Thấy chưa? Em thấy cái bậc thang chưa? Đây. Rồi chỗ này em thấy cái bậc thang mà. Thấy chưa? Bậc thang đó. Em đi từ phải qua là nó lên cao à. Bậc thang.
Còn ví dụ như cái ma trận này mà mình vẽ theo cái số 0 này, mặc dù có cái chỗ bậc thang nó hơi dài đúng không, nhưng mà vẫn có bậc thang đó, thì em thấy là theo định nghĩa thì cái dòng đầu tiên là cái chỗ ma trận cuối này, chỗ dòng đầu tiên nó không có số 0 nào, không có số 0 đầu tiên nè, tới cái dòng thứ hai là nó có một số 0 đầu tiên. À, các cái phần tử khác không, các cái phần tử bằng không mà đứng trước các phần tử khác không đầu tiên. À, bây giờ em thấy dòng thứ hai là nó có một số 0 này, mà đứng trước cái phần tử khác không đầu tiên là phần tử số 2 này đúng không, là nó có một, à nó có một số 0 à. Đó, còn xuống cái dòng thứ ba là nó tăng lên ba số 0, là em thấy số 0 nó tăng lên không, số 0 nó tăng lên. Rồi tới dòng thứ tư là số 0 nó tăng lên nữa. Rồi dòng thứ năm là số 0 nó tăng lên nữa. Rồi dòng thứ sáu số 0 nó tăng lên nữa. À, đấy. Như thế này nó không phải bậc thang nè. Bây giờ thầy lấy ví dụ cho cái không phải bậc thang. Mặc dù em cũng thấy nó có nhiều số 0 như thế. Ví dụ như chỗ này là 1, 2, 3, 4. Rồi 0, 0, 1, 2. Rồi 0, 0, 3, 4. Rồi 0, 0, 0, 1. Đấy. Thì cái này nó chưa bậc thang nè em. Cái này nó chưa bậc thang, tại sao? Từ cái dòng thứ hai xuống cái dòng thứ ba này là số 0 nó không có tăng lên. Anh thấy không? Cái số 0 nó, cái số 0 mà nó đứng trước phần tử khác không đầu tiên của dòng nó là nó không có tăng lên. Nên như vậy thì chỗ này là chưa bậc thang. Chưa bậc thang. Được chưa các em? Cái này nó hơi khó, các em phải hình dung cho kỹ ha. Nó chưa bậc thang đó. Cái này nó chưa bậc thang. Đúng không? Ví dụ như mình đang đi 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 thang bình thường. Đúng không? Đi đi thang bình thường. Đây đang đi có một bậc à. Tự nhiên lên đây nó tới hai bậc. Bước lên phải là phải dơ cái cao cái chân mới bước lên được. Vậy thì chỗ này chưa bậc thang. Đúng chưa? Chưa bậc thang. Lưu ý các em như thế ha. Nghĩa ma trận bậc thang kìa. Rồi, để tìm hiểu lại ha các em, tìm hiểu kỹ lại nhìn này ha. Rồi, bây giờ mình sang tiếp theo. Định nghĩa ma trận tam giác trên. Thì ma trận tam giác trên thực chất nó cũng là ma trận bậc thang. Nhưng mà nó là ma trận vuông. Thấy không? Đó, nó cũng là ma trận bậc thang nhưng mà nó là ma trận vuông. Và cái số 0 á, thì nó giảm đều. À, cái số 0 nó tăng tăng đều lên. Đầu tiên là dòng thứ nhất là không có số 0. Dòng thứ hai nó một số 0, rồi dòng thứ ba nó là hai số 0, dòng thứ tư là nó tăng lên ba số 0, nhân dân nó tăng lên đều như thế. Cho nên là ma trận tam giác trên nó cũng là ma trận bậc thang. Nhưng mà nó đặc biệt cái là những cái phần tử nào dưới đường chéo chính đều bằng không. Không? Thì em sẽ bám sát theo cái định nghĩa của nó. Bám sát theo cái định nghĩa của nó ha, chứ không là theo định nghĩa ma trận bậc thang ha, nó gói ha. Thì đối với định nghĩa ma trận tam giác trên đó, thì em nhớ cho thầy là nó phải là ma trận vuông và những cái phần tử nằm dưới đường chéo chính rồi phải bằng không. À, tức là AEG nó sẽ bằng không với Y lớn hơn Z. Tức là nếu mà chỉ số dòng lớn hơn chỉ số cột thì nó phải bằng không. Thì lúc đó mới gọi là ma trận tam giác trên. Đó, định nghĩa ma trận tam giác trên là như thế. À, bây giờ thầy lấy ví dụ nè, đây là những cái định nghĩa về ma trận tam giác trên. Thì em thấy rõ ràng là ma trận tam giác trên nó cũng là ma trận bậc thang dòng. Không? Đấy. Đó, bậc thang dòng. Đó, mình ra rút ra kết luận. Rút ra kết luận. Ma trận tam giác trên là ma trận bậc thang dòng. Ghi sau tự nhiên biến mất tiêu chừng. Ghi lại. Ma trận tam giác trên cũng là ma trận bậc thang dòng. Được chưa? Chỗ này là chúng tôi kết luận như thế. Thế bây giờ
nó khi mà có ma trận tam giác trên thì nó cũng có định nghĩa tương tự vậy, thì ma trận tam giác dưới tức là những cái phần tử nằm trên đường chéo chính là bằng không, thấy không? À, thường á, thì mình sẽ làm việc với ma trận tam giác trên là nhiều, trận tam giác dưới ít làm việc ha, nên là thầy giới thiệu thêm như thế. Ở đây là ví dụ về ma trận tam giác dưới nè, tam giác dưới là nó có cái tam giác khác không nằm ở phía dưới, thấy không? Đó, thì nó gọi là ma trận tam giác dưới. Rồi có ma trận tam giác trên, rồi ma trận tam giác dưới, là vừa trên vừa dưới thì nó kết hợp lại thì nó gọi là cái gì? Ma trận chéo hay là ma trận đường chéo. À, nó vừa ma là ma trận tam giác trên mà vừa ma trận tam giác dưới thì nó kết hợp lại thì gọi là ma trận đường chéo ra. Đấy, thì đây là các cái ví dụ về ma trận đường chéo. Được chưa? Như vậy thì hỏi em là ma trận đường chéo có phải bậc thang vòng không? Đường chéo có phải bậc thang vòng không các em? Phải không? Phải. À, đúng rồi, tại vì đường chéo nó là tam giác trên, mà tam giác trên thì cũng là bậc thang vòng, đúng không? Đấy. Bây giờ mình sẽ đi đi vào tiếp nữa, định nghĩa là ma trận đường chéo mà tất cả các phần tử trên đường chéo chính đều bằng một hết thì lúc này mình gọi nó là ma trận đơn vị. Đây là ma trận đơn vị này, cấp n, không cấp n mình ký hiệu là in. Đấy, trong trường hợp mà mình không cần phân biệt chỉ gõ cái cấp nó ra, mình ký hiệu là chữ y thôi cũng được, ha, thì ma trận đơn vị ký hiệu là chữ y. Ví dụ như ma trận đơn vị mà cấp n thì mình ký hiệu là in thôi. Đấy, ví dụ về ma trận cấp 2, cấp 3, cấp 4 là đơn vị nè. Đó, thì nó là ma trận đường chéo đó. Ma trận đường chéo mà những phần tử trên đường chéo chính nó bằng một hết thì nó gọi là ma trận đơn vị. Được chưa? Đó, thì định nghĩa ma trận đơn vị sao? Rồi ma trận không. Đấy, ma trận không thì mình sẽ ký hiệu là như thế này. Ký hiệu là không bằng không easy cấp mn, tức là nó không cần nhất thiết phải là ma trận vuông nha. Nó ma trận vuông cũng được mà ma trận không vuông cũng được, miễn là tất cả các phần tử nó bằng không hết thì mình gọi nó là ma trận không. Được chưa? Rồi định nghĩa tiếp về ma trận đối. Ma trận đối là gì? Ma trận đối của ma trận A là nó phải cùng cấp với ma trận A, đúng chưa? Đó, nó cùng cấp với ma trận A và đồng thời mỗi phần tử của nó là phải là số đối của mỗi phần tử của ma trận A. Như mình gắn thêm dấu trừ vô vậy đó các em. Vậy đây là ma trận A nè. Dòng thứ nhất của em là em thấy là 1, 2, trừ 2 đúng không? Dòng thứ hai là trừ 2, 3, 1. Vậy thì ma trận đối của nó là cái 1 này mình lấy số đối ra thì nó ra âm 1. 2 lấy số đối ra âm 2. Và âm 2 thì lấy số đối trở ngược lại thì nó lại là gì? Nó lại là số 2. Rồi âm 2 là lấy đối là 2, 3 lấy đối là âm 3, 1 lấy đối là âm 1. Được chưa? Đó là ma trận đối.